Cây có gốc nở cành xanh ngọn, nước có nguồn bề cả sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu? Gốc là tiên tổ ơn sâu, rõ ràng. Sinh ra con cháu các hàng, quê huệ thịnh vượng thọ trường vương anh. Hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con thiết lễ tâm thành dâng lên. Chim tung cánh nương nhờ có tổ, ngậm trần hoàn trăm họ gian lao nhớ cầu, bách điều quý sao ý nghiền. Trăm khe ngàn suối dồn vào một sông, ơn tổ tiên vun trồng công đức tu tinh thần, vằng vặc ngàn thu nhớ cầu âm thủy nguyên. Nhớ câu âm thủy nguyên xưa, ngọt nền mà không gốc cứ đổ vững sao. Ơn tiên tổ vun trồng công đức tụ tinh thần, vằng nghề vặc ngàn xưa nhớ ơn bành nghề tổ cao dày. Ơn tiên tổ đời đời hương khói cửa họ ta, dòng dõi châm oanh ngày nay nức tiếng thơm danh.
tiếng thơm xanh. Ơn ai vun sới cho cành nở hoa. Đức sáng rọi sơn hà cầm tú mà đức sáng vùng vũ trụ bao la nhớ nguồn sáng rọi lòng ta. Ơn dòng sữa mẹ công cha ai từng. Thuyền cập bến nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn nhìn lối từ xưa nhớ ơn bành tổ cao dày. Nhờ ơn có tổ mà như cây có cành. Tuy không được trường sinh vĩnh tuế cũng là mở đường cho thế hệ mai sau trăm năm một cuộc bề dấu. Trăm năm một cuộc bề dấu tóc xanh rồi cũng bạc màu không xa. Chim không tổ như nhà không mái tựa xa đường một nì trốn từng phen hỏi rằng người ở cung tiên hay về thoại phủ chơi miền xa căn. Cõi u minh hàn lâm xứ sở dọc trần hoan cơ mộ tu hương u buồn liễu cách dương quan. Đầu tiên giọt nước mưa sương lạnh muôn đời mưa rừng xa thảo từng quả rừng mà ưng đào rước lên nay trời tây trúc tòa sen rừng xin chắc sáng về biên dương. Kiến cố xét xem thành hiền là đấng tôn nghiêm vào giá chớ có coi xem là thường. Đang
chàng này ngày nay mới mở trên có lời pháp sự khuyên can. Dù ai tới chốn đàn chàng ngất trong Phật thánh tòa vàng nguy nga. Kia trói lọi sao xa rực rỡ vẻ rồng bay phượng mua nguy nga. Chẳng than tiếp phúc hà xa ai mà cung kính ngắt là phúc thêm. Nếu ngược lại coi xem thì bán lại ra điều kinh nhạc tốt nhang luật trời đổi ấy phải mang năng chẳng kịp rõ ràng không sai. Ta bán giám sát đôi ngài đầu dâng công đức những lời chứng minh. Vẫn trời năm mẫu tuất mùa thu tháng tám ngày lành giờ tốt được đàn pháp sự thần phụng hành. Nam mô sinh hoan hỷ địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh có tam phong ngũ vị sứ giả hội đồng công minh Phật thánh tông gia đàn chư liên thanh chấn động. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đứng lại thừa tam khai khoa giáo. Kim mã khẩu đàm dẻo phát luận quần sinh như hổ mộc, chiếc cam lộ bát trà thập trưởng tùy hình, tam thập nhị tướng phụ đại từ đại bi năng cứu khổ, ngã kim thể thủ lễ duy an. Kim mã thần nam mộc và ân thanh đồng, trần là thị gia the bản mệnh sinh mậu hòa quốc đa niên hành là canh lục thập nhất tuế đại à tâu cờ vì dẫn trình đệ tử tân thanh đồng a thân thị xuân bản mệnh sinh canh tí niên hành là canh ngũ thập cửu tuế cần phụ hòa kim ma nguyệt là cát ta nhập a dật na trình na đại tử tín na chủ nguyện na văn na dũng bản mệnh sinh na mậu a tuất na niên hành na canh na lục và thập và nhất ta tuế phụng ma mệnh chúa tiên na quy na đầu và tam tứ phủ tiến na mã trần na triều a tín na chủ thân na thị xuân bản mệnh sinh canh nga tí niên hành nga canh ngũ thập cửu tuế phục mà mệnh chúa tiên quy đầu tam ma tứ phủ xuất thủ mở phủ trình đồng tiết ta giá nhị quan thỉnh nhà thanh chứng đàn nam ma tứ nguyện trọng hà tuấn bản mệnh nga sinh nga giáp ba tí niên hành nga canh tam thập ngũ hoa tuế tiên na mã trần đà triều hôn na tín na nguyện na thị thảo bản mệnh na sinh na đinh na mão niên na hành na khánh na tam thập và nhị na tuế tiên na kim ma ngân na tài mã tiên na nạp công ma đồng ma trần đà triều nguyện na thị hồng tĩnh bán mệnh sinh binh dần niên hành khánh tám thập bảo tám ma tuế cặp ba đồng giá môn quyến đẳng nguyễn thị kiều trang hành khánh nhị thập bát ta tuế thiên chúa thập bà nhị cô kiến nàng nguyện duy khánh hành khánh thập bà nhị tuế nguyện viết nhung hành cánh thập và tuế nguyễn ba quân hành cánh lục và tuế cặp đồng giá môn quyến đẳng cần phụ hòa kim nguyệt tà cát ca nhật túc ca thỉnh nga pháp ba sư tịnh hòa vua điện là sư công văn thỉnh phật thỉnh thánh lâm đàn tiến lễ trần triều tiến lễ sơn trang tiến lễ tam sinh bái tấu thiên quan sám tạng thiên địa tín chủ Nguyễn là Văn Dũng chúng con phục mệnh chúa tiên quy đầu tam phủ phục mệnh tiến mã trần triều thân thị xuân chúng con phục mệnh chúa tiên quy đầu tam tứ phủ ra xuất thủ mở phủ trình đồng bái tấu thiên quan sám tạ thiên địa trả nợ hoàng thiên trả nợ đình thần tam tứ phủ Nguyễn Trọng Tuấn chúng con phục mệnh chúa tiên quy đầu tam phủ phục mệnh tiến mã trần triều tín chủ là Nguyễn Thị Thảo chúng con tiến mã trần triều để cầu tài cầu lộc cầu bản mệnh bình an Nguyễn Thị Hồng Tĩnh chúng con tiến kim ngân tài mã để tiến đạt công đồng trần triều Nguyễn Thị Kiều Trang bản mệnh tân mùi niên tam phủ phục mệnh tiến mã trần triều tiến mã chúa bà thập nhị tiên cô để cầu tài cầu lộc cầu bản mệnh bình an đồng gia quyến đẳng họ Nguyễn họ thân chúng con đang cư trú tại thôn Hoàng Mai một xã Hoàng Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang mang miệng về tâu mang đầu về bái yết phúc lộc linh điện. Cảm phiền đến mộc ân thanh đồng Trần Thị The,
đại tấu cờ vì cho tín chủ họ. Nguyễn Văn Dũng chúng con và Thân Thị Xuân chúng con cùng các uốn các tiểu trong trốn ra chung ra cắt tóc làm tôi nối đời làm con đỉnh thần tam tứ phủ. Ngày nay các nhật đương thời họ Trần họ Tạ chúng con phục hành pháp sự. Khấu đầu vọng bái con cảm phiền đến ngũ vị sứ giả Đông Phương, sứ giả Nam Phương, sứ giả Tây Phương, sứ giả Chi Tế Kim Tắc Cung Môn, ngũ vị sứ giả Long Đao Tả Áp Hồng Đới Hậu Tùy, tướng mạng Khôi Kỳ Nhậm Minh Tinh Tẩu Cát Hỏa Ngọ Ly, hóa chiếu tứ phương Nga Dọc Thiên Hỏa Xỉu Địa Hỏa Thân Tam Muội Chân Hỏa Ly, tốc giáng phần từ Ngọ Uống Thiên Na Hỏa Mão, Thiên Diện Mạnh Hỏa Thân, Hóa Thăng Thiên Thượng Na Thị, hoặc Hữu Thiên Ma Ba Tuần, hoặc Đạo Vĩnh Di Trở Triệt Trảm Diệt Thân Hình Thiên Quan Tý, Địa Tịch Xỉu Bảo Hộ Nhân Sinh Nga Dần Kim Ma Thời Đại Tử Nguyễn Na Văn Na Dũng Thân Na Thị Nhà Xuân Tập Đồng Gia Môn Quyến Đẳng Phục Tống Thiên Đình Uống Tốc Khai Thiên Địa Thủy Môn Hồng Phất Cha Sa Hạ Hợp Minh Thiên Đế Nhật Nguyệt Viên Quang Thanh Y Sứ Giả Thị Bạch Y Đồng Nương Hội Di Lạc Phục Biểu A Xỉu Ác Tan Tê Trương A Ly Quán Âm Dẫn Lộ A Xỉu Ngọc Nữ Khai Trương A Ngọ Kim Đồng Quốc Ý A Tí Nam mô Đại Thanh Khai Đạo Ác Nan Đà Tôn Gia tiếp dẫn các quan chúng sinh Đông Tây Nam Bắc Tư Duy Thượng Hạ Nam Nữ Thập Nhị Loại Cô Đà Tôn Gia tiếp dẫn các quan chúng sinh Đông Tây Nam Bắc Tư Duy Đồng Lai Thủ Cam Lộ Thank you.
cảnh thiên tai đức vua Ngọc Hoàng mưa cảnh thiên tai đền rồng cao ngất lâu đài trang nghiêm đồng đình đương văn đức vua cha bát đại đồng đình đệ tử con cúi đầu phục vụ tiến văn chầu về phủ ai linh linh phủ ai linh linh a về miền phủ dực danh tiếng đồn cao nước gần xa mời bố đệ nhất xuống thiên này thằng chi thằng sẽ là công nữ về vườn cát thôn quê sông phủ xây vườn cát thôn quê những thiên bản họ nhà bộ họ gia đình bố nhà xa nhiệt ta rơi nông hoàn chưa và tại hội tùy sư lễ tượng ngân tài kinh thư ngân sư và tiền ta thân nam mô ngân tài bồ tát ma nam mô ngân tài bồ tát ma nam mô ngân tài bồ tát ma nam mô xin đà đại là đô nhiệt tinh vương a du tử âu tướng ô ương hỏa đồi đắc anh nhường chí đăng kim nhường nhân trung viên đắc thương đắc thường vân thái bồ tát ma đắc thắng bồ chúng đắc bồ tát ma đắc thắng bồ sơ lôn tinh gia mời đề đàn chúa thiên này học hồ đất nước lưu nhân xa nhiệt bắc rơi bông nguyên sư phật phật hải hội tất do văn kỳ sư nhất tự nguyên tâm lý nguyên sư phật đề đề nam mô nguyên thái bồ tát ta ta nam mô nguyên thái bồ tát ta ta nam mô nguyên thái bồ tát ta ta nam mô nguyên thái bồ tát ta nam mô nguyên thái bồ tát ta
Dẹp hết ta thủy, tạm nhang nhiều về tuôn tây hết cho đi về.
con lá sứ hồng trần san, con lá sứ hồng về trước công bằng thời thanh sinh bình minh về có sơ lễ gì không thể như lai điểm khai khai thần đức sứ quang minh thành thần đi đi tinh thành 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 tâm 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 bon bon tức là bộ đồng tử cứu dậy nhân gian đổ cho đâu đấy bình an. Việt Nam, Việt
Việt Nam chân trị. Lịch đế vương kế thế chỉ bình minh. Thiên na trường tức mạc địa xanh sơn hà dục tú trung linh tham kỳ. Trước sau
dưới thiên xin bộ đua nhau ghé mai nở núi lắc đầu cạn sông. Hội đồng chư tướng kéo quân về cho tới chiều lăng. Để ta dòng dõi kim chỉ bao để nhất nước cô lâu nay để nhất nước cô ta tin ta để coi lại hoàng cung cô nuôi đến gọi đại hòa thông minh chính trực chữ ý đặt 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 nhiều về cô cứ chỉ cần
quốc long nhan nâng cờ diều ngũ vi chính lan duyên nga thế tạng cung phà khi phục hòa tân phật thanh chúa thiên trung thượng trên ai non đảo đúng 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 do quân này ai đỉnh đỉnh giữa quân quân dòng bay lâu
đệ nhị khấn mi phai ngập lòng
lòng trời. Vương vô lại ái lòng dân chiêm bao. Chiêm bao bỗng thấy mộng thần. Chim bao bỗng thấy một thần sao xa, đôi vị phu nhân mơ màng tan thức quỳ phòng lan sực tình tình đôi nhang trầm một tình rất ngờ lên còn là biên ni độc đạo hé nở phương vô đôi sật sân na hình con phần cầu thần cầu cho bỏ công sinh khấn cầu cho bỏ công sinh nghi một năm năm đi là một giang linh tốt đi tươi gió xuân về xuân về là lá thôi bay Thank you.
chức sắc phong phong thường tăng tăng bằng để tối linh trên tây thiên tam đạo linh linh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đệ tử con tôn lễ bác vật văn thương. Kim ngân thoi đúng bạc bà tinh xuất nga, có cơ làm cả các cơ lực nga. Xin mời binh lửa
xin niên thế sắc nghi vong xua bói về có sân đi dẫn nợ dựng các châu nhân dân lập miếu lấy Hãy subscribe.
quan quan ông bơ bảy ông mười nghệ an đi lên cô nhất nhất xây đường thiên đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.